Ba lô du lịch thời trang quân sự Mỹ, kích cỡ lớn 38-45 lít, chất liệu chính, vải Oxford, chất liệu lót, polyester, chống nước, chống chảy xước, bền bỉ, khoang lớn, nhiều ngăn chứa đồ, thích hợp cho việc đi phượt dài hạn, du lịch, cắm trại, sản phẩm bán chạy và được đánh giá cao trên AliExpress, link mua hàng trên website.